Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách chúng ta ứng dụng chỉnh màu trên cái bộ accent trước đó mà mình đã chia sẻ. Accent hình tiệc và chỉnh màu hồng phấn thì chúng ta ứng dụng tương tự trên tất cả các loại hình, hình thẻ, hình chân dung vô rễ vân vân. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách mà chúng ta set và chỉnh hàng loạt xử lý da luôn trên những cái file ảnh thẻ như thế này. Thay vì chúng ta chỉnh từ tấm thì nó mất nhiều thời gian. Trong khi đó thì những file ảnh này á, chúng ta có chung một cái hệ màu ha, nên chúng ta chỉnh cùng một cái accent thì nó sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Rồi ok, thì bây giờ cái bộ accent này á, thì trước đó mình đã chia sẻ cho các bạn trên trang web nên các bạn có thể tải về ha. Thì mình sẽ gắn thêm một cái lệnh để xử lý cho nó đẹp và chạy da bằng nét email luôn ha, để cho nó nhanh và đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ nhanh các bạn nha. Các bạn chú ý cái phần này, nếu như các bạn nào mà không có phải là Photoshop chuyên nghiệp thì các bạn chịu khó coi kỹ, còn các bạn là chuyên nghiệp rồi thì các bạn không cần phải xem cái video này, tại vì video này để dành cho những bạn nào mà chưa có gành về cách setup những cái cách để chúng ta chạy hàng loạt. Rồi thì bây giờ mình sẽ chỉnh cái chế độ là màu đẹp trong sáng đi ha. Thì cái accent này là màu đẹp trong sáng, tại cái ảnh này nó khá là đục nên mình sẽ chỉnh màu đẹp trong sáng. Thì cái bước cuối cùng của chúng ta là mình sẽ thêm vào một cái phần mềm mịn da là NetImage V8 nha. Bây giờ mình sẽ ghi lại đó. Rồi sau đó mình sẽ vào NetImage nè. Ok, thì vào NetImage các bạn chỉ cần add vào là xong ha. Ở đây mình sẽ làm nhanh để cho các bạn tham khảo. Thì cái cách tương tự thì chúng ta có thể ứng dụng vào trong. Rồi thì sau khi mà các bạn add cái nét email vào á, thì cái size ảnh của chúng ta nó khá là lớn á, nên chúng ta sẽ kiểm tra cái size ảnh này, nó là 25MB. Bây giờ mình sẽ set cái size xuống thấp để phần mềm chúng ta nó chạy nhanh hơn và nó hiệu quả hơn. Thì cách set size thì rất đơn giản, các bạn cũng để cái chế độ ghi bình thường giống màu đỏ ha. Các bạn chọn cái phần trên nè, các bạn sẽ vào email size đó, các bạn chọn cái size thấp thôi. Thí dụ như ở đây mình hình thẻ thì mình cần khoảng chừng 15 thôi, ví dụ là 15 độ phân giải là 300, tại vì cái thẻ học sinh thì là chỉ là 34 thôi. Rồi ok đó. Rồi sau khi chúng ta set size xong thì chúng ta sẽ tiến hành dừng cái accent lại. Rồi các bạn lưu ý cái bước này tiếp theo ha, chúng ta sẽ kéo cái phần set size lên trên cùng cái action, tại vì cái set size là cái phần đầu tiên khi mà các bạn chạy da thì các bạn phải set size trước, tại vì do các bạn ghi thêm cái action này nên nó chạy xuống dưới nên các bạn cần phải dời nó lên trên như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ trả lại hết đi để mình test cho các bạn xem. Thì đây là cái cách mà mình set để mình chạy hàng loạt những cái dạng ảnh thẻ ha, để cho các bạn tham khảo thôi. Ví dụ rồi bây giờ mình sẽ test một cái tấm, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách test hàng loạt. Rồi nó ok ha, đó nó sẽ giúp cho chúng ta nè, vừa chỉnh màu và vừa chạy da luôn, sạch sẽ luôn ha, rất là nhanh. Rồi tương tự như vậy thì mình sẽ test nguyên thư mục ha. Đó mình sẽ vào trong file nè, read nè, đó các bạn sẽ chọn cái email. Thì có rất là nhiều cách chạy hàng loạt, nhưng mà tuy nhiên thì mình thấy cái cách này chạy nhanh và hiệu quả hơn nên mình chia sẻ các bạn nha. Thì các bạn lưu ý cho mình là cái dòng này các bạn nên set đuôi JPG, và cái dòng này các bạn nên chọn là 12 maximum ha, 12 ha. Ở đây thì các bạn sẽ chọn giúp mình là cái thư mục. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn cái thư mục ok. Ở đây thì các bạn chọn on cái thư mục, hoặc là các bạn chọn một thư mục thì các bạn không cần click vào. Thường thì mình để on thư mục luôn cho nó chạy toàn bộ những cái ảnh trong thư mục đó. Rồi các bạn lưu ý bước tiếp theo là các bạn sẽ chọn cái accent để chúng ta chỉnh ha. Thí dụ như cái trong cái màu accent mà màu hình tiệc nè, trong đó cái accent mà lúc nãy mình đã chọn nè, màu trong sáng đẹp nè, là ở góc bên đây. Các bạn lưu ý ha, các bạn phải chọn đúng nó mới chạy được nha. Rồi bây giờ mình nhấn run. Đó ok ha, rất là nhanh chóng. Thì khi mà nó chạy xong thì nó sẽ chuyển qua đây nè các bạn. Đó, nó sẽ tự tạo cho mình một cái thư mục mới ha. Thì đây là một trong những cái cách chỉnh màu khá là nhanh, nên mình chia sẻ các bạn nào mà đang không biết cái cách để mà chúng ta set cái accent hay là
cách để chúng ta chỉnh hàng loạt để tiết kiệm được nhiều thời gian hơn trong cái quá trình mà các bạn xử lý ảnh cũng như là làm hàng ngàn ảnh dịch vụ á. Thì các bạn set cái action theo cái cách mà chỉnh hàng loạt như vậy cũng được, hoặc là các bạn có thể tự mình chỉnh theo cái cách của các bạn ha. Thì đây là rất là nhiều cách, tuy nhiên thì mình thấy cách này hiệu quả thì mình chia sẻ ha. Đó thì đương nhiên chỉnh hàng loạt, cái nhược điểm của nó là tùy theo tấm màu đẹp và màu không đẹp, nên chúng ta sẽ tiến hành cân chỉnh lại thêm một lần nữa. Thì cái việc cân chỉnh lại thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với các bạn chỉnh lại từ tấm ha. Thì cân lại thì tấm nào được thì chúng ta bỏ qua, tấm nào không được thì chúng ta chỉnh màu lại, rất đơn giản ha. Rồi ok, đó chỉ vài phút thôi là chúng ta sẽ chỉnh toàn bộ những cái màu này rồi. Rồi nếu các bạn nào quan tâm thì có thể áp dụng cái cách này thử. Nếu các bạn quan tâm đến những chủ đề Photoshop thì mình thường xuyên chia sẻ những cái kinh nghiệm mình biết được trên cái kênh này để giúp cho các bạn nào mà đang làm ảnh dịch vụ thì sẽ tiết kiệm được thời gian hơn trong quá trình mà các bạn xử lý ảnh. Và những cái tài liệu mình chia sẻ hoàn toàn miễn phí, có một số bạn nào ủng hộ web thì mua cái bản tính phí thì mình cũng hỗ trợ riêng. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Đó, chạy rất là nhanh. Sau khi mình chạy xong thì mình sẽ tiến hành rub khổ thay phông, vậy là xong.